Mau mau kiếp kiếp chiên cần chúng sanh còn có lập thân hội này. Chỉ có một cơ hội này thôi, mà thầy nó phận tu hành đạm bạc gao tương, miễn cầu đặng ăn khương bốn bể. Hay là tương với muối cháo gao đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma là được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bảy núi còn nhiều báo lạ, gán tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật, được trời có phép lạ của tiên của thánh. Thưa cùng quý cô bác, thời kỳ này chúng ta không có trưởng cái phước cái đức cho cao thì kể như là sẽ bị chết trong là đau thương, trong sợ là gió giông, rồi là chiến tranh giặc giả này, chúng ta không còn được bấy nhiêu đâu. Đến đây mà Đức Thầy cho biết, nhìn xem trần nước mắt gưng gưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Vì thương sanh chúng cho nên Thầy mới đem xuống đây là nền đạo đức ta bài quá cạn, bài hết ra để chúng sanh thấy được cái thiên cơ. Chừng nào bổn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa toàn thể cô bác, anh chị em trên cộng đồng mạng thân mến. Kính thưa cô bác, anh chị em đồng đạo trong và ngoài nước thân thương. Dạ, nói gần hơn đi để cho đồng đạo chúng ta thấy nè. Chỉ vì 83 mấy năm Đức Thầy khai đạo đã đi qua, mà hiện giờ những ông cụ ngày xưa, những bà cụ ngày xưa đã là quy tiên hết rồi, thì còn lại thế hệ trẻ. Mà trong cái thời kỳ Hạ Quân này thì chưa đồng đạo thấy đó, thì có cái đồng đạo nào mà nhất quán theo lời Đức Thầy dạy để mà lo tu giải thoát hay không? Mà ở đây giải thoát không phải là giải thoát là chúng ta thành Phật ở tại thế gian, hay là chúng ta nhận thức được gì mà chúng ta giải thoát ở thế gian. Nhưng mà chúng tôi và quý vị đó, chúng ta phải cần nên suy gẫm lại lời Đức Thầy nói có hay là không. Thì quý vị thấy đó rõ ràng không? Từ cái năm mà bệnh dịch mà là 2019 đó, thì cô bác anh chị mình đã thấy rồi. Cái bệnh dịch đó thì ở trên khắp tràn thế giới đó thì chỉ có 3 tháng, 1 năm 3 tháng là cái qua bệnh dịch rồi, cái không có ai. Mà quý vị thấy tới giờ có đồng đạo nào chuyên tu hay không? Chuyên tu có nghĩa là chúng ta thành tâm để mà vọng bái là công ơn của Đức Thầy, và suy nghiệm cái gì để chúng ta trao gửi, rồi chúng tôi và quý vị mới thấy được cái niềm tin đó để chúng ta tu. Thì quý vị thấy rõ ràng. Thì ở đây thì chúng em không dám nói nhiều cái chỗ này, và chỉ là khuyên cô bác anh chị mình thôi, như chúng em thôi. Tại vì mình không tu đó thì thật sự quý vị đó thì không có được hoàn hảo cái chuyện mình đã tu. Mà Đức Thầy đã nói sao cô bác anh chị? Đức Thầy nói đó là tu cầu bệnh tật tiêu tan đó, quý vị thấy không? Miễn mà chúng nhân sinh ở thế gian này đó mà từ xưa đến giờ đi, từ lớp trẻ của đồng đạo mình đi, nhưng mà từ xưa đến nay đó thì mấy chục năm vừa qua là quý vị thấy trên thế gian này cái người bệnh đau nhiều hay là ít thì quý vị đã thấy rồi. Nó trong xóm của chúng ta thôi, nó thật quý vị đó. Ngày xưa đó mà có một người ra đời thôi. Ở đây nè, em xin nhắc lại, hồi xưa ở tại là xã Mỹ Hội Đông, nhà cũ là ông cụ là gọi là ông thầy Hai Phẩm ở khu Mỹ Hội Đông thôi quý vị. Con của ông cụ đó là cậu Út đó, ông trị bệnh cho người ta, hồi đó hốt thuốc nam giỏi lắm đó quý vị. Nhưng mà con của ông cụ ông chịu không nổi, là do cái mùa dịch đó thì quá là bệnh đi, bệnh băng trái hồi xưa đó. Rồi cái ông cụ, ông con cụ đó, ông cậu Út đó, ông mới ra đi. Thì quý vị biết không, cái đám ma đó là của ông hai hồi xưa, ông thầy Hai hồi xưa đó để lại đó. Chính em thời gian đó mấy em còn mới có 6-7 tuổi thôi, mà đi với ba tôi đó, đi lên mà để mà coi cái đám tang đó, đông lắm cô bác anh chị ơi, chứ không phải như bây giờ đâu, thấy không? Hồi xưa mà không có cái đám ma rồi đó, người ta đi mấy ngày vậy đó, mấy đêm gì đó, người ta đến người ta thăm và chia buồn. Còn bây giờ với ông đạo thấy không, từ cái ngày mà sau cái thời gian cách đây khoảng 30 năm thôi, rồi quý vị thấy anh
cái ở trên thế gian này đó, ai chết thì mặc tịnh ai à, ít có khi nào mà người ta đã đông đến đông như cúng giếng nữa, nhà mà người ta để lại một hai ngày đó người ta cũng ngại, ta không đi nữa, nó thật sự luôn. Cho nên ở đây đó thì từ cái ngày mà bệnh dịch năm mà tới bữa nay đó thì quý vị thấy tròn mới có mấy năm mà bây giờ hiện giờ đó là bệnh đó là xuống với bệnh viện thôi. Tại vì cô bác nói như chúng em, như cháu Tam hỏi rồi, cháu Tam cũng còn ngại, nó nói sao con thấy không có bệnh mà chú ba nha, nhưng mà bây giờ cô bác muốn thấy và cháu Tam muốn thấy đó, người có người ta có bệnh hay không mình xuống dưới bệnh viện mình mới thấy được. Dạ. Thực, còn, thực tế hơn đó, cho nên ở đây đó thì chính chúng em là cũng người đi nằm viện mấy lần đó, em mới thấy được trong cái bệnh của người đời người ở trên cái cõi Hà Quân này như thế nào. Bây giờ đó thì quý vị thấy không, nếu mà nói ít đó thì quý vị nói cho chúng em là thấy không, nói rằng ở đời này không có bệnh, không phải đâu. Đức Thầy nói từ ra nay, từ dài chứ, từ dài hai ốm hai đau nha, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thì những người mà tu á, đang chai niệm Phật như mình đó, thì tôi tin tưởng rằng những anh em đó là người ta trở về khi mà người ta xuống nhà thương ha, mà thấy cái bệnh quá nhiều đó, thì người ta về người ta cũng phát tâm là tu nữa, nó thật vui vị. Cho nên ở đây đó thầy nói tu cái kiếp kiếp đó, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Nếu mà chúng tôi và quý vị đó không tu rồi đó thì đến chừng cái khổ đó chúng ta không thể nào mà biết được cái khổ của nhân loại ở chúng ở trên thế gian này chừng nào. Vì là ở thời kỳ này đó là nó đã là nói mạt pháp mà hạ nguyên mạt pháp rồi. Mà quý vị thấy không? Mình không phải nói, Đức Thầy nói là đau nhiều chứng phải không? Dị kỳ khó kể mà có không? Quý vị thấy có đau nhiều chứng dị kỳ khó kể không? Nói người ta gì mà đau cái tất cả những gì mà khi bác sĩ họ không còn không biết nữa kìa. Thành ra bây giờ xuống nhà thương dữ lắm. Mà ở đây đó tôi nói cái này là không biết cái mấy anh em, mà tôi thì năm nay thì lớn tuổi rồi thì ít có đi đi sớm ghiền nữa, ít có đi cầu nguyện nữa. Mới đây đó thì chưa được một tuần thì nổi cái khúc xả tôi thôi. Bây giờ thấy trong có 3 ngày thôi mà 6 đứa em nó chạy xe, cái nó gãy hai giò, nó gãy hai khúc. Rồi cái đứa em khác nó cũng té xe, cái gãy hai cái tay hai khúc. Cái đứa thì gãy cái này, té gãy cái kia. Thì đó mà mới 6 ngày mới có 3 ngày mà 6 đứa. Chạy xe ổn hả chú ạ? Không phải, chạy cũng bình thường lắm chứ. Nhưng mà cái này bên nữ mà bình thường lắm. Rồi ông chồng chở bà vợ cũng vậy luôn mà mới có từng chưa được từng lễ mà 6 mạng rồi. Cái nghiệp hay chứ. Cái nghiệp gì đó tôi nói cái này chắc cộng nghiệp với nhau. Cho nên nó bây giờ xong nghĩ muốn đau đau thì cả làng. Nghe không? Muốn đau đau cả làng. Muốn bệnh muốn tai nạn hết sớm gì thật, nghe không? Quý vị thấy không? Mình ở đây tôi thấy vậy rồi mình cũng gắng tu. Nó thật quý vị, mình thấy mình bình thường hơn người ta. Mình thấy cái chuyện cái bệnh tật của mình đó hay là bệnh tật của những người mà chung quanh mình có tu á, tôi thật sự đó là thì chắc là mấy anh em đó là ta thối tu cho nên cái bệnh người ta cũng ít nữa, hay không? Cho nên thầy nói là tu cầu bệnh tật tiêu tan nè. Bây giờ chúng ta tin tưởng không? Nếu tin tưởng thì đồng đạo chúng ta nên cố gắng tu cầu để làm thế nào cho xã hội, cho nhân sanh xã hội trên thế giới này nó mau sớm được là hòa bình và không chiến tranh, không để cho nhân sanh đau khổ nữa, thì chúng ta phải gắng tu cầu. Vì gì là thường tâm nó thật quý vị đó. Thì đây là tháng 3 nè, tháng 2, tháng 3 là tới tháng 4. Nó là quý vị thấy không, là trên nội tỉnh An Giang thôi là lễ cầu an không biết bao nhiêu cái đình thần. Nó thật sự quý vị đó, nếu quý vị thấy rồi thì nó nói An Giang mình không mà chưa nói tới cả cái nước Việt Nam. Mà cả nước Việt Nam chúng ta rồi, tôi nói thật quý vị đó, nếu mà đồng đạo chúng ta ráng thật tâm nó mới được. Bởi vì nói cầu an là cầu an nhưng mà cái tâm của ta không có an được đó, thì chúng ta chưa đạt được mục đích cứu cánh giải thoát. Cho nên ở đây đó, chúng em muốn để mà trao đổi với anh chị đó thì chúng ta cố gắng nha, chữ tu phải ráng miệt mài, thấy không? Đừng kể vắng dài, đừng để mau lâu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta ráng tu thôi. Chúng ta đừng có nghe anh A nói ngày mai sẽ đến cái gì hay là ngày mốt sẽ đến cái gì đó, thì chúng ta thấy cái đó là cái sai nhất trong cái
sự tu tập của chính mình. Bởi vì Đức Thầy đã nói rồi, rồi mình đến là liền một thời trong thời gian mau hơn. Bây giờ nè, nếu nói á, là Hạ Nguyên nay đã hết đời năm 39 tới bây giờ đó mà chưa thấy đó phải không? À, mà Đức Thầy đã nói rồi, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Đó, bây giờ nó không thấy nè. Đức Thầy nói rõ ràng nghe, chữ này chữ nó nghe. Là bây giờ không thấy nó thời không tin. Mà đến chừng thấy rồi quý vị có tu được không nè? Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là buổi khoa tràng. Đó thì quý vị thấy không? Tới cái đó đó mọi cái. Mà bây giờ chúng ta đó, chúng tôi và quý vị hiện giờ đang là một thí sinh. Đó chúng em xin trả để tóm kết cho quý vị thấy đó. Bây giờ nếu mà ông thí sinh đó đó, ổng học không được 3 năm miệt mài kinh sử đó ha, là hồi xưa đó tu học để là thi đó thì 3 năm. Mà bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ mình nói đâu phải ra đó đi. Mà quý vị nói không tin có thời Hạ Nguyên đó thì không có, chắc không có rồi. Phải có Hạ Nguyên, có mạt pháp, có đời tới nữa, nó thật sự có hết nha. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ mình nói cái này thôi, gọn thôi. Bây giờ em nhỏ bây giờ quý vị thấy không? Người ta vô học thôi. Nó vô học là mẫu giáo. Rồi người ta mới từ từ tiến lên con đường tu là học tới lớp 11, lớp 12. Lớp 12 mới thi qua đại học. Đại học phải thi qua 6 năm trong trường để ra làm thầy giáo hay bác sĩ gì. Bác sĩ thì là 6 năm. Quý vị bây giờ quý vị có làm với người ta được không? Thầy giáo 4 năm, 3 năm. Thầy giáo thì 3 năm. Còn bác sĩ thì 6 năm chuyên tu. Là quý vị thấy cái cuộc đời mà của một người đó là mấy chục năm học không? Từ 6 tuổi mà học tới làm được là ông bác sĩ là 20 mấy gần 30 năm qua. Thì quý vị thấy cái đó là nó phải gần. Còn đồng đạo chúng ta đi tu đó, mà Đức Thầy đã nói rồi, thấy không? À, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, nãy chúng tôi có đọc cho quý vị nghe rõ ràng. Tu kiếp kiếp là gì? Tức là đồng đạo chúng ta ráng gấp tu là gì? Chuyên tu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi ngày và đêm luôn. Ngày đêm lo tu. Mà chúng ta tu như thế này nè, quý vị nói thật sự đó, nếu quý vị làm không được đó thì vô đây nè, quý vị quánh em chịu nha. Để là cái tâm nghe đó, thầy nói nè, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Bây giờ trên thế gian này được bao nhiêu người lặng được cái tâm? Khó đó. Bây giờ tôi nói thật với anh em anh chị đó, bây giờ nếu mà đồng đạo chúng ta nói rằng chúng ta ngon là tu ngon lành đó, mà ngon lành cái chỗ là lặng tâm được hay là không lặng tâm đó, chứ đừng nói cái dựng diện mà muốn là hết bệnh hết hoạn là không có đâu, thấy không? Bây giờ chúng ta phải làm sao để gấp gấp mà tu tập, để làm thế nào ráng khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, phải không? Yeah. Tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Bây giờ chúng ta chỉ như là làm sao cho không bệnh tật đó là cũng đều quý rồi nha. Còn cái việc mà chết chóc thì mình không nói được, bởi vì số mà con người sống ở thế gian đó mình không định đạt được. Bởi vì người nào có phúc thì ta sống trên 100 tuổi, còn người nào không phúc thì 50-60 hay là không phúc nữa thì ta 5-3 tháng hay là 5-3 ngày ta đầu thai lên, cái ta trả cái nghiệp đó hết, cái ta trên ta về, thấy không? Thì đây là trên cái thế gian này đó mà Đức Thầy đã nói rồi nha. Tu cho qua cửa diêm phù mà quý vị. Khổ ở thế gian này là gì? Khổ thế gian này là chỗ nào mà Đức Thầy đã nói, thấy không? Và tu cho qua cửa tu cho qua cửa diêm phù, rồi khỏi xa địa ngục, chúng ta mới ngao du được thiên đài. Mà bây giờ chúng ta còn ở thế gian này nè, còn khổ rồi, đừng nói tới mà chúng ta chết rồi mà chúng ta bị đà vào địa ngục. Chết phải là hết. Dạ, chết không phải là hết, mà chết rồi đó, cái nghiệp của quý vị không tu đó còn khổ nhiều hơn nữa, 100.000 lần ở thế gian. Cho nên ở đây Đức Thầy bị rủ chúng ta là niệm Phật đặng nhờ cái thân sao. Tức là gì? Mà thân sao ở đây đó, nói thì cô bác có người tin tôi, có người không tin thầy nữa kìa. Thân sao là gì? Thân sao tức là ông bà cha mẹ mình hiện giờ đó ha, là tu thành dân hết rồi. Rồi chúng rồi mấy ông cụ đó, ông cha của mình đó, cô chú mình gì đó, người ta tu đạt được cái giới cái mức đó rồi đó, thì hiện giờ người ta đang ở cảnh giới cực lạc.
thì thầy nói rồi, rồi. Nếu ai mà được trọn lành trọn sáng đó, về cõi Tây Phương học đạo cho hoàn toàn, để trở lại cứu vớt chúng sinh, nơi an dưỡng rồi. Mà bây giờ an dưỡng là đâu? An dưỡng là cảnh giới cực lạc. Mà đồng đạo chúng ta có nhớ chỗ này không? Thầy nói nè, hồi tới là đời sau nha, chứ bây giờ thì tôi nói là nói sau này đó, mình chúng ta thấy nè, bây giờ thì đọc quá quý vị nói mình đọc lần nữa đó, đọc lại để cho đồng đạo thấy mình có tu gấp được hay không, mà chúng ta chứng đà chứng được ngó thấy được cái chỗ mà chúng ta ngày mai không. Bởi vì thầy nói rõ ràng ở đây đó là bây giờ kẻ sở người tề, bây giờ kẻ sở người tề là bây giờ, thấy không? Hiền lương đến hội, chứ đâu thầy đâu, thầy đâu nói quý vị là tu đạt thành Phật ở thế gian nhá. Mà ở đây thầy nói rõ ràng, bây giờ kẻ sở người tề hiền lương, quý vị làm được chưa? Nó hiền lương đến hội nhá, cũng kề với nhau. Nó bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ cho thế nên hôm nay đó chúng tôi chỉ đọc giảng đây rồi chỉ nhu cầu tha thiết là chấp tay lại khấn nguyện chư Bồ Tát gia hộ cho đồng đạo chúng ta bình tâm nhá, mau thức tỉnh để chúng ta lo tu học. Ở đây chúng em xin nói thật. Rồi một đoạn nữa thầy nói đó là muốn ngày sau chúng ta được an nhàn tấm thân đó, thì Đức Thầy nói làm sao quý vị? Nó dân thù Bồ Tát từ bi. Nó chúng em đập lại là đập những lời mà ngày mấy clip trước chúng em có nói nữa, nhưng mà lâu quá rồi, nhiều khi cô bác mình chính em nhắc nói trên clip hoài mà đồng đạo chúng ta ít có tu nè. Chứ đừng nói Đức Thầy đã đưa cho quý vị nè, có một cuốn giáo lý rõ ràng rồi quý vị có đọc hàng ngày hay không. Cho nên thầy ở đây thầy nói rõ ràng nha. Thầy nói đó là dân thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt cánh bườm loan, rước người tu niệm xê sang thủy tình. Quý vị thấy rõ ràng không? Là cái ngày nào, cái ngày mà chúng tôi và quý vị được nha, Đức Thầy khai mở hội Long Hoa, thì tới từng đó chúng ta mới thấy được cái sự an nhàn. Mà Đức Thầy đã nói rồi, chừng nào núi cấm quá lâu thì là dân sự đầu đầu thái bình. Hiện giờ chưa gì hết trơn mà quý vị cứ mong cho cái thái bình không được. Giờ có lắm à, không có đâu, cái đó là cái cảnh giả thôi nha. Phật Di Lặc không có ngồi bằng mà không có ngồi bằng cục đá ra đâu, thấy không? Bây giờ người ta muốn làm cho cái đồng đạo thấy cái cảnh núi non có là những hình tướng cho đẹp đẽ, những cái chùa cho cao ráo ở trên núi này đây á. Thằng cô bác người ta phát tâm tu mà người ta đi lên đó rồi, con ơi chớ về nhà. Đây nè, ở đây nè, thường thường có mấy ông đạo nè, gàn luôn. Đây nè, cái này là do cái một ông cụ già ngày xưa nói với ông nội tôi đó, mà ba với ba rồi ba tôi mới trao gửi lại đó. Nói có nè, cũng như bây giờ người ta nói đó. Cái ở bên núi ông ca núi mà Cô Tô đó. Nha, núi to, núi Phụng Hoàng nè, Phụng Hoàng Sơn là Cô Tô à, thấy không? Cái điện kính đó đó là có một vị nhân đó đó, người ta sẽ đi từ ở núi Cô Tô nha, rồi lòn xuống dưới hang, đi qua ngang cái chợ Xà Toán, qua kinh chợ Xà Toán rồi mới lên đất liền, lên núi Ông. Có hang luôn chứ bạn? Ta nó có cái hang luôn đâu bạn. Mà bây giờ nó, mình nói đây người ta, nhiều khi người ta nói mình nói nó dốc nữa. Mình đâu có chứng cứ. Dạ mình đâu có chứng cứ. Đó, có ông bà có người ta ngày xưa ta có biết. Ta kể lại đi. Những vị nhân đó ta kể lại mình thấy rõ ràng. Cho nên ở đây đó nhiều người nè, nhiều đồng đạo đó, người ta đi núi đó, người ta muốn lên định trên cấp nhất để người ta đi vô hang cái điện kính là gì? Là người ta muốn đi xuống đó. Nhưng mà ở đó đi không được. Bởi vì có mà những ông cụ đi đó, người ta đi vô một thời gian xa xa chừng hồi thì người ta hết đường đi. Nha, bởi vì người ta chưa mở cửa đi. Nha, vì thế đó cho nên hôm nay đó chúng tôi nói với quý vị đó, quý vị đừng có hiểu lầm. Đức Thầy nói nè, có là phải có thôi. Đức Thầy nói đi, cháu Tâm hỏi cũng không kỹ bằng đó. Đức Thầy nói rõ ràng là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài. Bởi vì nếu không có rồi thì Đức Thầy nói cái câu nói mình nãy nói đó, chừng trần gian kiến thấy Phụng Hoàng đó, xòe cánh múa chào mừng Phật thấy. Bây giờ mình nói cái này mới đâu không tin sao? Quý đồng đạo không tin là quý không có tu. Nó thật sự đi, chúng em nè, cái thật sự năm nay là 80 tuổi rồi mà chúng em vẫn còn tin là những gì đó thầy đã nói. Cho nên mấy chúng em nó thật quý vị đó, nếu nói là tu mà giữ giới đó thì nó thật sự quý vị thấy trên thế gian này, ở đời này thôi, ít có ai làm như người xưa. Cho nên mình làm một chút ít nào được mình mừng thôi. Bây giờ nói nè,
cư trần đi, là thế gian phải không cháu Tâm? Cư trần bất nhiễm là người thánh đó. Mà bây giờ có đồng đạo nào mà ở thế gian này không nhiễm trượt cuộc đời hay không? Nó thật sự cho cháu Tâm, nên cho cháu gì nên về suy nghĩ coi trên đời này, trên thế gian này hiện giờ có bao nhiêu người buông bỏ cái tâm mà danh lợi của chính mình. Nó cho nên Đức Thầy ở đây đã nói rồi nhưng mà đồng đạo chúng ta không nghe nha. Cho nên Thầy chúng tôi xin lặp lại chỗ này và nói ý đó, nói cái ý như tôi với cháu ta mới trao đổi đó, là không có được nhiều đâu. Vì Đức Thầy đã nói là cư trần bất nhiễm là người thánh. Ngày xưa đó chỉ có Đức Khổng Tử, phải không? Ngài đó là cụ càng Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm, người đã bỏ hết đi cái danh lợi đó, vì để mà người ta lo tu học, là nói những gì cho đời sau này hiểu biết được thôi. Nó nếu không nhờ nó, nó thật sự quý vị đó, nếu mà chúng ta đập lại giảng mà chúng ta không nhờ mấy ông cụ này đó ha, thì mấy đồng đạo chúng ta, những người tu không có đạt được mục đích cứu cánh đâu. Cho nên ở đây chúng em muốn nhắc lại quý vị là phải nghe lời Thầy dạy, hãy tin tưởng đi. Cho nên bởi vì Đức Thầy nói rồi, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Mà Đức Thầy nó nói một câu nói nè, chính đồng đạo mình nói qua miệng qua lại thôi, ông ơi tu để ông tu để làm cái gì cho cực. Cho nên chỗ này chỗ gì, mãi nghi nan chẳng biết đằng nào. Biểu tu cái nói không, tu không có gì mà hưởng, tu làm gì đó. Quý vị thấy tu hưởng rõ ràng, mình nói thế gian thôi. Nó nói thế gian thì tu hưởng là ai? Tôi nói thật quý vị nè, tôi nói quý vị là không ghi nhận đó là từ thế gian quý vị. Nếu gia đình, gia tại đình tôi thôi, mà nếu mà tôi không tu đó, chỉ có một mình tu thôi quý vị, mà tôi cứu được gia đình tôi ở thế gian trọn là 80 năm nay. Từ sinh ngày sinh tôi ra đến nay là tôi 80 năm. Mà chỉ có trong vòng 50 năm thôi là gia đình tôi khổ, còn hơn là, nói thật sự khổ là hơn, không biết ai là khổ hơn bằng nữa. Ăn mà ăn chuối, ăn cây chuối mà nấu cháo ăn đó thì quý vị thấy khổ khác là mình ăn gì chứ. Tại mấy cái năm mới giải phóng đó, đâu có gạo mà ăn. Ăn khoai, đồ ăn khoai độn nữa. Đói lắm rồi. Với cây với chuối nữa. Trời ơi, ai mà gặp được lon gạo rồi mừng thấy mồ luôn. Mà cái sớm mình đó là có nhiều khi không có gạo ăn. Đó, chia sẻ cho nhau để mà ăn, quý vị có thể đó. Cho nên quý vị nói cảnh khổ chưa thấy phải không? Quý vị bà gì, quý vị không có lâm vào hoàn cảnh quý vị chỉ ở chợ không à, thấy không? Quý vị không vô nông thôn quý vị không thấy cái khổ. Mà Đức Thầy nói sao cảnh thảm khổ nay mai nguy ngập, mà quý vị có thấy cái khổ của cái đồng đạo chúng ta trong thời gian mà qua năm 75 không? Nhị tới chiến thì qua nó qua không chứ. Có cái này là qua dài giải phóng thôi. Dạ. Bị gì á, qua giải phóng rồi dân tình khổ sở dữ lắm nha. Bị gì sợ chiến tranh không à, thành ra cái sự làm của người ta không có làm lụng cho nó như bây giờ đó. Rồi cái đủ thứ chuyện hết, mình không nói được thời gian, chuyện của nhà nước kệ à mấy ông. Dạ. Nhưng mà có cái là khổ lắm, chính gia đình, trong gia đình chú nè. Cho nên bây giờ mình cố gắng. Kính thưa với cô bác và anh chị mình á, thì nói đúng hơn đó, em nói là trong gia đình em thôi. Nếu mà không có tu đó thì cái cảnh khổ mà năm 75 đến bây giờ đó, gia đình em khổ nhiều lắm. Vì gia đình của em ngày xưa đó là chạy đi trốn quốc gia. Mình thì dân hai bên mà, bên nào mình cũng đi được hết, mình cũng sống được hết. Cho nên đi giết rồi nó khổ là có cái về đây đó là khi mà chúng em ba cho chúng em ba em mà bỏ ở dưới Bình Minh Vĩnh Long mà về đây đó, thì nó thật quý vị là chỉ có 4 tháng hay là 6 tháng gì đó hòa bình là năm 75. Tức là ai cũng khổ dần hết chứ anh. Rồi từ cái khi mà thấy hòa bình được rồi thì con người nó đủ thứ chuyện khổ hết. Đói nè cũng khổ nè, đau cũng khổ nè, thấy không? Mà muốn mua một cái vật gì đó bị gì đời thời gian đó mới giải phóng rồi thì chúng ta phải thông cảm cho nhà nước. Nó thật quý vị đó, nói trước rồi phải nói sau với quý vị mới được, để quý vị không hiểu lầm đó. Mình nói tại sao mình nói hồi đó mới giải phóng mà khổ. Là tại vì khi giải phóng rồi đất nước chính phủ làm gì có tiền để mà nuôi dưỡng như bây giờ. Mà bây giờ quý vị thấy không, bây giờ là sao bây giờ nó mới hết khổ nè. Chứ hồi trước đây người dân mình thôi quý vị thấy không, là phải
đi đây xong ra chợ ra mấy mười mấy cây số mới mua được một lít dầu. Vì hồi xưa người ta bán hợp tác xã không ạ? Dạ. Hồi đời mới giải phóng là vậy đó, rồi gạo thóc cũng vậy, nó cũng ít, mà lúa mùa nó cũng thất bát. Nó cho nên ở đây. Đâu mặn đâu. Dạ, giờ mới giải phóng rồi lo. Dạ, cho nên ở đây đó nói với cô bác anh chị mình đó, thì không phải mình nói đâu ra đàng hoàng. Rồi đó từ từ đó rồi nhà nước mới là có một cái chế độ rõ ràng đâu đó, rồi từ đó cho nên sau ngày giải phóng rồi đến giờ đó thì quý vị thấy là dân Việt Nam của chúng tôi và quý vị đó nói có một cái niềm vui chung là chúng ta đó là vừa nghe lời thầy dạy là vừa là lo làm ăn rồi lo tu hiền chân chất, cho nên người tín đồ hòa hảo hôm nay không phải như ngày xưa nữa đó. Có là thực phẩm điều điều để mà sống trong gia đình, nó chính như gia đình chúng em thôi. Bây giờ nó thật sự gia đình chúng em bây giờ mấy đứa cho em nó mua bán này kia nọ rồi nó làm, đứa nào cũng có giàu, không có thì cắt nhà lầu được cũng phải có nhà nền đúc. Yeah. Như vậy đó, quý vị thấy không, đâu có như hồi xưa mình bằng lá bằng tre. Dạ, đúc chứ chú. Dạ, nghèo dạ, nghèo cũng đúc. Dạ, cho nên ở đây đó cho người ta mà là không kêu đúc. Dạ, đó cho nên ở đây đó thì mong sao cô bác anh chị mình cố gắng chỗ này nha, phải gắng. Đấy, bây giờ quý vị mà nói như trời cháu Tâm hỏi là đức thầy nó tiên đoán là ruột năm non có các đài có hay không đó, thì chúng em xin nói nãy giờ vòng vòng đó, em xin chúng em xin lại là phải có hết. Cái gì đức thầy nói hôm nay thì ngày mai, mà quý vị biết ngày mai ngày nào không thì quý vị trả lời đi. Thấy không, bây giờ em nói là này, em nói để hỏi quý vị thôi, quý vị biết ngày mai mà có cái ngày mai nó như thế nào hay không, thì bây giờ chúng ta không cần phải trong ngày mai nó đến như thế nào, mà chúng tôi và quý vị cần lo tu hàng ngày. Dạ, đó, mà vì thầy nói rồi, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu. Mấy tu qua cho qua nè, nó đọc cái câu này mới đúng ha cha Tâm. Dạ. Đó mới là ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu. Rồi, tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục nhau du thiên đài. Mà nữa bây giờ chúng em hỏi quý vị nè, quý vị thấy cái nhà khổ, nhà đồng đạo mà chúng ta nghèo hơn mình đi, thấy không? Quý vị thấy có khổ không? Nhá. Ngày thì đi mần, chiều về thì hết gạo, thì quý vị thấy như thế nào thôi. Bây giờ thôi, có một số người đó, nghe không, có một số người rõ ràng, em nói thật sự chứ không phải không có đâu, trong xóm mình có đó, rồi tại vì mình ở trong quê thì nó phải có rồi, chứ còn ở thành thị đó, nói chưa thật hăng, mà anh chị nào có đi ra miền Bắc đi, nghe không? Mà nói là đem cái cảnh miền Bắc về mà tả lợi đó hăng, Việt Nam ở trong miền Nam rồi đó thì người ta không có tin mình. Bởi vì mình đi là đi thành phố mà. Dạ. Chỗ nào người ta cũng đẹp đẽ hết trơn á trời, chỗ nào cũng như thành phố Hồ Chí Minh hết trơn á. Dạ. Đó, chỗ nào cũng như An Giang hết trơn à, thì quý vị thấy rõ ràng không? Người ta không có thấy khổ. Mà muốn biết có cái khổ hay không là mình phải lên núi. Mình phải vô rừng vô sớm thu thơm. Trời ơi. Dân số thiểu dân tộc đó hen, khổ chưa bằng mình nói trong này, mình khổ chưa hơn ở ngoài nó bằng khổ bằng mười của mình chung. Nắng nhiều quá sao? Nắng là một, hai nữa là ở sống ở dưới đây đâu, không được. Không có người ta mấy lên trên núi mà ăn bằng cây bằng lá rừng. Ăn bả lá đu đủ nữa. Nó thật quý vị chưa đi thì quý vị đó đâu nó thật quý vị đó hen, mà khi nào mà đi được miền Trung như tôi nó một năm hai ba lần đó hen, thì quý vị mới thấy cái người ở miền Trung như thế nào. Rồi nhưng mà mình đi mới miền Trung mình chưa thấy được miền Trung du, mà đi ra Trung du đó mà mở clip lên á thì gặp mấy cái clip mà người ta quay ở miền Trung du rồi quý vị thấy Hà Giang rồi đó, thì quý vị thấy cảnh khổ nữa, thấy không? Tại vì mình muốn thấy khổ đó mình phải coi là trên YouTube, mình muốn thấy khổ nữa mình phải đi đến tận nơi đó mình mới thấy khổ. Bây giờ tôi nói thật quý vị nè, quý vị ở như tôi nè, ở như tôi mà ở ngoài cái kinh rạch lớn này đi, hoặc là xóm nhà bây giờ đông như gì đây phải không, thì quý vị không thấy khổ, thấy không? Mà quý vị vô một cái kinh nào ha, vô một cái vùng nào có được còn nhà cây lá cây thiết á, thì quý vị mới thấy cái cảnh khổ của những người đó, thấy không? Chứ không phải là nói thật sự quý vị đừng nói đời nay không khổ. Bây giờ đó không khổ là chúng ta biết tu mới không khổ. Đúng rồi. Đó, nói thật quý vị đó, biết tu mới không khổ. Vì nghe lời thầy dạy sao khổ quý vị, thầy nói nè là
phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn thì làm sao còn khổ hết khổ được. Còn cái này người ta không chịu, nhiều khi người ta không chịu làm thì cái khổ đó. Mà thầy nó cảnh thảm khổ, nay mai nguy ngập, có hội này sáng lập lấy thân, thì bây giờ chúng ta được phúc của ông bà chúng ta để lại, thì chúng tôi xin cầu nguyện với quý vị hãy phát tâm bồ đề chánh tín, nghe lời thầy dạy, đừng nghi nan là điều thứ nhất, đừng nói rằng thầy nói ngày mai không có là sai, bởi vì Đức Phật, Đức Thầy chúng ta là một vị Phật rồi. Thì quý vị thấy ngày xưa không, ở bên Tàu Phật nhóc hết trơn. Dạ yeah, đúng rồi đó. Mà bây giờ trở về Nam đó có không ha, trở về Nam rồi ha, cho nên ở đây đó mình gắn tu, gắn tù. Bây giờ mình đâu có cần phải đi tìm ông Phật nào như hồi xưa là ở bên Ấn Độ, mà bây giờ chúng ta chỉ thành lòng dâng kính cái niềm tin của chính mình đó. Bây giờ nè, mỗi một nhà đi, người tín đồ hòa hảo, quý vị thấy mình cho mình vui hơn không? Dạ yeah. Ta em là thật quý vị đó ha. Ngày mấy ông bên đạo Phật thì mấy ông kêu mấy anh em coi bên đạo Phật, nhiều khi mấy ông khiến mình ông phải đại nguyện đó. Tôi nói cái đại nguyện gì tôi không có, mà tôi có một cái, có một mấy câu mà người tôi nằm chim bao đó, có ông già ông dạy tôi thế này nè. Ông nói nha, trước khi con muốn cúng chiều cúng sáng đó, thì con hãy nhớ đọc mấy câu như thế này nghe, là kính bạch Đức Thầy tôn kính, giờ hành hương buổi nay đã đến, con nguyện thầy gia độ cho con, nương dưới quy cầu nguyện của quyền, quyết tinh tấn đồng đăng cực lạc. Đó là cái lời của hồi thời nhỏ tôi đi học tu tu á, thì ở Nghĩa Trang đó thì tôi nằm chim bao tôi thấy là tôi nhớ, sáng tôi nhớ lời tôi đọc tới giờ luôn rồi. Vì vậy cái đó là cũng là cái đại nguyện cho cái bản thân mình rồi, nhưng mà đó là thừa luôn, vì thầy đã nói rồi trong cái bài ngũ nguyện cầu rồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Đó, bây giờ chúng ta muốn làm sao tu tỉnh đó, cho nên thầy nói nè, việc tu tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Bây giờ quý vị dốt đi, quý vị đọc lại hai bài của hai thời cúng lại của Đức Thầy đó, thì quý vị sẽ thấy hai thời cầu nguyện đó chúng ta đạt được mục đích như thế nào khi chúng ta được lặng tâm. Thấy không? Vì ở đây con thấy rõ ràng không? Miễn là ở đây mình không đọc cho nó mất cái thời gian mình thôi. Cô bác anh chị mình là người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì hãy lật lại cái ngồi lại suy gẫm trong bài hai thời cúng lại mình nói như thế nào, đạt mục đích cứu cánh như thế nào thôi. Để em cũng nghe lời thầy thôi. Thầy nói nay gặp gấp phải mau tìm gốc, để gặp Phật ngồi mà than khóc, rỡ làm sao hết rối mà về, mắt nhìn xem yêu quái bộn bề, bốn bề bởi thất đức nên không ai cứu. Thành ra ở đây đó mình muốn nói với cháu đó, được thầy nói rồi, cái câu nói dễ tu thấy mồ đi, góc nào mới được nè. Thầy nói nè, một đời một đạo đến ngày chung thân. Bây giờ con sống hôm nay là gần 50 tuổi, thì gần 40 tuổi đi, thì hồi xưa con đồng đạo hỏi con chứ ông là tính ông tính tu theo đạo nào? Cái nó dạ tôi như chú ba thôi, tu theo Hòa Hảo. Thì không lẽ bây giờ cái gốc này không phải Hòa Hảo sao? Cái gốc này là Hòa Hảo, người tôi tu là Phật giáo Hòa Hảo, mà chúng tôi tin tưởng rằng lời thầy chúng tôi đã dạy rõ ràng thì chỉ có thời này để có thầy mà thôi. Chứ thầy nói nè, ta thừa dương xác định Thế Tôn, thấy không, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Cái đạo của mình nó được học được giáo lý của Đức Phật, mà Đức Phật trong giảng nè, Đức Thầy nói con phải mình tu theo thầy, theo Phật không? Học Phật là học những gì mà Đức Phật đã tu chứng đạo ngày hôm qua. Thì hôm nay đó mình là tín đồ Phật giáo và là tín đồ đạo Phật nói chung, là phải học những gì ngày xưa Đức Phật là làm được, hôm nay chính chúng ta phải làm được. Mà bây giờ nói lại giữa Việt Nam thôi, Đức Thầy chúng ta đã hy sinh trai nha. Thầy nói đâu quyết độ đời nha, dùng đạo phổ thông, ta chịu khổ cho ba tánh, và hay là ta chịu khổ cho ba tánh thì chúng ta tu theo ai mới được. Mà gốc này là đâu thì bây giờ chúng ta là người hòa hảo, chúng ta nói chúng ta là hòa hảo thôi, chúng ta không nên nói chỗ khác để cho mấy đồng đạo khác người ta nói sao không, mà nói đạo người ta dạ xuyên tạc. Thành ra ở đây đó thì muốn nói với cháu là chúng ta phải nghe lời thầy dạy ha, vì làm tròn dân đạo phải giữ vẹn tứ ân. Yeah. Để mà làm gì, để mà
tránh đi tất cả những nghiệp báo ở thế gian, nhưng mà Đức Thầy đã dạy. Cho nên ở đây đó, chúng tôi muốn là phải kết thúc là chúng tôi chỉ nhắc lại thôi. Là Đức Thầy nói khuyên chúng sanh niệm Phật làm lành. Bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao niệm Phật, chúng ta phải làm lành mà rủ nhau niệm Phật thì điên lại mới ắt lên. Mà chúng ta tu mà chúng ta thờ ơ lãnh đạm, mà chúng ta nghi nan, hay là chúng tôi và quý vị không còn không tin đó, không tin ngày mai của Đức Thầy đã sáng lạng, thì tôi tin tưởng rằng đồng đạo chúng ta ăn chay cho nhiều năm, niệm Phật cho nhiều tháng, rồi chúng ta không tin vào giáo lý Đức Thầy đó, thì chúng ta sẽ hớ đi khi Đức Thầy trở về lập hội Long Hoa. Ở đây chúng em xin kết thúc là chỗ đó đó. Kết thúc là có nghĩa chúng ta phải có niềm tin. Sao là thầy về nó chứ bà? Về chứ, Đức Thầy có nói rõ ràng mà. Thầy nói rõ ràng. Chừng trần gian kiếm thấy phụng hoàng thầy rồi, phải không? Hay là thầy nói là một tay tá quá căn ban, nước nhà dựng đạt hớn đàn mới hiển vinh nè. Thì thầy không về lập hội Long Hoa thì ai là người lập hội Long Hoa? Thấy không? Mà bây giờ chúng ta là về, chúng ta là những người thi sĩ, những người tu, đây là những người đang thi, đang bước vào hội thi, mà chúng ta không cố gắng học tập. Chú thì nghĩ bây giờ Đức Thầy nói là ít lâu tay cũng cho về, mà khi mà Đức Thầy ra đạo tới giờ gần trăm năm rồi, mà bây giờ đồng đạo đợi không phải đâu. Bởi vì câu nói này nè, Đức Thầy nói để mà cảnh tỉnh cho mình thôi. Cũng như trong đang là đồng đạo ta, chúng ta thờ ơ nè. 2000 năm mà bây giờ con biết bây giờ còn bao nhiêu năm nữa mới tới, tức là hết 2000. Đó, bây giờ mình hỏi lại đi. Đó, bây giờ chú Ba nằm suy nghĩ rõ ràng rồi, mình nói nhiều khi mình nói cũng hớ nữa phải không? Trong 2000 năm diễn biến thất sơn, biến thiên, biến địa, biến nhân mới thay đời. Mà bây giờ mới có 2000 nè, 2024 à. Còn bao nhiêu chục năm nữa mới được hết 2000. Mà mình có 2000 năm là giờ 2024 lên đó. 2024. Ủa chừng nào hết có số mà qua cái 3001 mới tới đời khác. Không, cái nó là trong 2000 năm là bây giờ. Trong 2000 năm thì con tính đi, con số đà bây giờ dư rồi. Không có dư. Nó dư là sai rồi, mày tính lại đi. Cái này 20.000 năm. Còn cái kia Đức Thầy nói 2000. Trong 2000 năm. Đó của Phật của ông Ba. Của ông Ba nói trong 2000 năm. Mà trong 2000 năm đó thì bây giờ quý vị thấy rằng mình còn tu được. Mà ở đây nó trong 2000 năm tức là không đến 2 không hết 2000. Chừng nào mà con số 3001 đó thì nó mới hết được 2000 năm. Bây giờ 1000 nè, con tính đây 1999 phải không? Đến 2000 là mới qua có 2021. Cái này còn trong 2000, chừng nào hết con số sao mà số 2000 đó. Con số sao á thì đó mới đã qua cái đời khác, cho nó qua một cái kỷ nguyên khác vậy đó. Đó là lời của Phật, của nãy mình nói theo mình thôi. Chứ mình không có nói được cái chỗ này. Cho nên bây giờ tu để là chúng ta phải ráng nghe lời tu. Cho nên ở đây nếu mà mau đó, thầy đâu có khuyên con chữ tu á, phải ráng chớ khá chớ chày nè, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Qua lời trong ngọc Đức Thầy, thầy cho biết là ở nơi ngay chân cái đệ nhị thế chiến năm 1939 đến 45, đó là Đức Thầy cho biết là hết đây rồi đến vị kỳ rồi, chứ không có gì khác lạ trơn á. Thưa cùng quý cô bác, bây giờ đó là thầy muốn nói tiên tri về cái đệ nhị thế chiến mà bắt đầu thầy nói năm 1939, thầy đã nói rồi. Thưa cùng quý cô bác, vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi để đi sâu vào cái buổi trao đổi hôm nay đó, mà Đức Thầy đã diễn tả ngay chân cái đệ nhị thế chiến bắt đầu năm 1939. Mèo kêu ba tánh lao sao đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao khỉ khiển bị sáo xào canh phi rồi cái má đào mới ngưng. Vậy là đệ nhị thế chiến đến năm 1945 là vừa ngưng, mà mới ngưng thôi nha quý cô bác, quý đồng đạo. Như vậy thì là hết đây rồi đến vị kỳ. Thì mình đã thấy xét rằng Đức Thầy nó là ngay chân cái đệ nhị thế chiến này rồi sẽ đến vị kỳ là lạ lùng. Nó sẽ xảy biến ra tất cả toàn trên thế giới năm châu này là điều, những cái điều lạ lùng không thể tưởng tượng bàn được, không thể nào mà tính đếm hết. Nếu nói về trong cái xảy biến ra trong là việc trời đất rồi thế gian tạo rồi là trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đã bị là cái sự mà trả quả trong cái thời kỳ hãn quan pháp cùng cuối này, cho nên thầy nó hết đây. Đó, vậy từ nay
Đa hang đó, từ nay biến đổi dị kỳ nghe quý cô bác quý đồng đạo, từ nay là bắt đầu từ năm 1939, từ nay biến đổi dị kỳ. Vậy thì bắt đầu từ ngay chân năm 1939 mà Đức Thầy đã báo tin cho chúng ta biết, qua cái cơ hội này rồi nó sẽ đi đến lần lần đổi thay rất là mau lẹ đó. Như vậy thì bây giờ chúng tôi xin bàn với quý vị đi sâu vào ngay chân cái dị kỳ này là lạ lùng. Bây giờ quý cô bác thấy cái lạ lùng chưa? Bây giờ hiện tại đất nước ở chúng ta đây nè, đất nước đây là Việt Nam chúng ta đây chứ không đâu xa, mà bây giờ quý cô bác rồi cái bệnh nó xảy ra ở trên khắp cả nước mình. Bây giờ có cái bệnh lạ đó, đã Covid năm là 19, trải qua 20-21 là nó cao trào ngang, mà nó đã lắng dịu, qua 22 là nó đã hết lắng dịu, qua 2 năm nay là 23. Mà quý cô bác thấy rằng là bây giờ nó đã bộc phát, là nhất là cái bệnh là viêm phổi. Nó lạ lùng mà gãi gác cái bệnh này nó trở lại. Bởi vì Covid-19 mà bây giờ nó là đột biến ra SARS-CoV-2 rồi nó dài tới, rồi bây giờ nó đã đột biến ra đến cái giai đoạn là viêm phổi, mà là phổi trắng, con vi trùng này nó ăn độc dữ lắm. Vì vậy cho nên là giống vi trùng thường đục phổi tim nè, rõ ràng không, thầy nói rồi, cái giống vi trùng này nè ngang, nó thường đục phổi tim. Mà thưa cùng quý cô bác là hỏi biến đổi gì kỳ không? Đó, đây tụi má nó cái biến đổi dị kỳ nhỏ cái bệnh thôi, mà bây giờ cả thế giới này là nó lon là rộng cả cái thế giới, chỗ nào cũng có bệnh chứ không phải nói riêng về cái Trung Quốc không. Vậy thưa cùng quý cô bác, bây giờ thầy bảo chúng ta phải làm gì? Phải ăn chay, phải niệm Phật, phải làm lành, phải bố thí, phải giúp đời, thì có cái cơ hội này mà Đức Thầy nói là có một hội này gán lập lấy thân, chớ để trễ chạy gần chẳng kịp, phiên ai phiên sớm gán chiên cần. À, như vậy thì lo liệu chịu tiếng trần, rõ ràng bây giờ phải lo rồi liệu chịu tiếng trần. Có một hội này gán lập thân, chớ để trễ chạy gần chẳng kịp, phiên ai phiên sớm gán chiên cần. Như vậy thưa cùng quý cô bác, bây giờ cái trận chiến này nó đánh là Đức Thầy cho biết là khó dừng lại, gió cu lập bụp không có dừng được. Rồi mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua ba cá lại tranh mồi ngọn đi chiều, nấu nước sụp sôi bầu trái đất một quen lưng chuyển, chừng nào nó dừng lại đây? Thưa cùng với cô bác là không có cơ hội. Vậy thì nó đánh cái cơ hội đến mà cái Biển Đông nữa, nó đánh xong ở, nó đánh chừng ở nơi đó thưa thớt rồi tới Biển Đông đánh. Khi mà Biển Đông đánh thì chúng ta thấy xét là thay lấp dắt bình dương biển lớn, máu cho đầy khắp chốn cùng nơi, còn chi mạng sống người đời nếu không chuyển phước khó ngồi thế gian. Như vậy thì bây giờ trong cái hoàn cảnh hiện hôm nay, cái chiến tranh nó ập dồn lại là thời kỳ của nhân loại đã trả quả tại toàn cầu hết, chứ không phải là một nơi cái thế giới nào hay là một nơi nước nào nghe quý cô bác. Đó, vì vậy cho nên nó đi xông vào với cái sự mà biến đổi khí hậu nữa, làm cho thiên tai địa ách bão lụt nè, rồi sóng thần nè, lốc xoáy nè, mưa bão nè, rồi gió giông nè. Mà Đức Thầy cho biết là đời này hay trong cái hoàn cảnh hiện hôm nay là chúng sanh đang bị trừng phạt. Hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống găng trần thế. Đây là phạt găng rõ ràng. Bị Đức Ngọc Hoàng á là thấy chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngày muốn xử tiêu cho rồi. Mình vừa mới khó đứng khôn ngồi, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm trung, nên trước đền mắt ngọc lị gân, quý yêu bá tánh biết hồi nào ngôi, làm sao cho dạ được ngôi, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn sắc trần xuống bút ra cơ. Thưa cùng quý cô bác quý đồng đạo, hôm nay Đức Thầy tiết lộ phiên cơ rõ ràng. Vậy là bắt đầu ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý thiên định hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép quyền mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Rõ ràng đây là loài người tàn bạo gây nên không à. Vũ khí hạt nhân toàn là loài người chế ra mà bắn với nhau để sát phạt với nhau, rồi là kéo nhau đến cái bãi tha ma, kéo nhau mình tự diệt vong mình nha quý cô bác. Khoa học cao, chừng nào diệt vong
là loài người nhiều chừng nấy, văn minh tiến bộ thì giết nhau càng cao chừng nấy, giết chừng nhiều chừng nấy. Đó, thưa cùng quý cô bác. Đó, thế nên chúng ta thấy xét rằng trong cái giáo lý của Đức Thầy cho biết nè, thiên cơ ai dám nói thừa mà trong bá tánh chẳng ưa điên khùng. Đây là cái thiên cơ Đức Thầy là vì thương sanh chúng. Đó, lời là Phật thuyết rõ ràng, lời Phật dạy. Nó vậy thì bây giờ lời Phật thuyết ta xin nhắc lại rõ ràng luôn. Đức Thầy nhắc lại cái lời của Phật. Đó, vì thương dân nên kể rõ ngọn ngành. Đó, đến là hôm nay là cái cơ mái trời đã đến. Đó, khổ lao đà đi đến như tên, là nó mau lẹ giống như là tên như vậy, thưa cùng quý cô bác. Như vậy ai ở trên trong cái thế giới, trong cái quả địa cầu này mà chưa có biết ăn năn, chưa sám hối, chưa làm lành, chưa biết tu thì mau nha, mau mau kiếp kiếp chiên cần chúng sanh còn có lập thân hội này. Chỉ có một cơ hội này thôi mà thầy nó phận tu hành đạm bạc gao tương, miễn cầu đặng ăn khương bốn bể, hay là tương với múa cháo gao đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma là được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bảy núi còn nhiều báo lạ, gán tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật, được trời có phép lạ của tiên của thánh. Thưa cùng quý cô bác, thời kỳ này chúng ta không có trưởng cái phước cái đức cho cao thì kể như là sẽ bị chết trong là đau thương, trong sợ là gió giông, rồi là chiến tranh giặc giả này, chúng ta không còn được bấy nhiêu đâu. Đến đây mà Đức Thầy cho biết, nhìn xem trần nước mắt gưng gưng, cảnh áo não kẻ sao cho xiết. Đó, như vậy thì thầy nói là thấy dương trần khó nổi yên ngồi, phải không? Thương lê thứ tới hồi khổ não. Như vậy thì bây giờ thầy không nỡ nào ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính, tới hồi tai họa Phật dương đài chỉ gõ, mái diệu quyền để chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cục hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thưa cùng quý vị, hôm nay chúng tôi bàn với quý cô bác, quý đồng đạo, có nghĩa là không phải thiên cơ mà ở đây ông Phật ổng xuống đây mà ổng gạt chúng sanh. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lòng mà, phải không? Nếu nếu mà ông Phật xuống đây để ông nói cơ chúng sanh chết thì ông đâu có phải là Phật, phải không? Vì thương sanh chúng cho nên thầy mới đem xuống đây là nền đạo đức ta bài quá cạn, bài hết ra để chúng sanh thấy được cái thiên cơ. Chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Như vậy thì chừng đó mà mình, khi mà nó cái viên pháo, cái viên đạn hạt nhân liên tử mà nó bắn ngay cái nhà mình sập, chừng đó mới tin áo quý cô bác, quý đồng đạo. Như vậy còn gì nữa mà tu, còn đâu mà kịp mà tu đây. Như vậy cho nên Đức Thầy mới ra truyền đạo trước đó, mới đem cái đạo để dạy cho chúng sanh để tu cho kịp lúc, cho đủ cái nhân duyên, đủ cái phước đức mà được Đức Phật rước về dự hội Long Hoa. Đó, thưa cùng quý cô bác, như vậy ở đây Đức Thầy bảo là tuy nghèo dùng đỡ cháo gao, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Nó hay là tương vừa giữ phận cho tròn, tương vừa giữ phận cho tròn nha, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân. Đó, mà Đức Thầy tiết lộ chúng ta biết nha, nãy giờ tôi nói dòng một cái dòng như vậy, bây giờ trở lại nói ngay chân cái rắc sâu vô nào quý cô bác, kỳ luôn. Đó, thời kỳ này mà bị gì, Đức Thầy cho biết là mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thạnh si như thể tên bay. Chỗ này nè, đường dinh nhục gũi mai một lát, có một lát thôi nha quý cô bác, quý đồng đạo, quý vị hãy suy nghiệm rõ ràng. Đức Thầy nó con rồng mới nửa khúc nanh nè, chỗ này nè mới gắt nữa, con rồng mới nửa rút nanh mà trong bá tánh thất hành hải hùng, không còn cái để cái tiếng khóc nổi, không còn cái tiếng la hét hò gì chẳng nghe nữa hết, kêu trời không nghe trời ơi, kêu đất chẳng nghe đất hỡi. Chừng đó sao cái khổ lao đến rồi, cái bắt đầu đến ngày trả quả ầm ĩ biết bao, thì chừng đó sao quý cô bác, mới trời ơi đất hỡi, mang khổ hình gì bởi chẳng tu.
chỗ này nè, mang khẩu hiệu gì chẳng tu nè, ham vui quyền quý dại ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Rõ ràng cái chỗ này là giống mình bây giờ là như là kẻ mù đó, mà mù mà sống trong cái cảnh tâm tối, chẳng có được Phật pháp, chẳng biết đường để thoát thân, đầy đến cái ngõ cùng tận lộ, cái đường tận lộ diệt cùng rồi. Như vậy thì chúng ta còn nơi đường nào mà để thoát thân? Mai thay có ông Phật ra đời, ông mới dạy chúng ta có bây giờ phải quy y nè, ăn chay cúng lại, nghe lời thầy dạy đi, giảng kinh đọc tụng, giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta. Đã có cơ hội có được ông Phật để dắt dìu mình về đại hội Long Hoa, có ông Phật để hẹn hò, để rước mình về bên cõi Phật đó. Kỳ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc Ngự Tòa Kim Liên đó, về đó mà gái vào cái tòa Kim Quê thì khỏi là thiêu đốt trong dòng lửa đỏ mát mẻ như hướng nước mùa xuân nha. Bây giờ thưa cùng quý cô bác, quý đồng đạo, nếu trong cái hoàn cảnh này mà chẳng chịu tu, mãi còn lục thục lo giàu lo nghèo, lo cũng chẳng gành ham công danh, quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục, à như vậy thì bây giờ hồi xưa nãy ai lo gành chưa quý cô bác, ai lo xong cái chuyện này nghèo với giàu chưa? Như vậy thì tổ tiên ông bà cha mẹ ta tới ta đây cũng chưa có xong gì hết. Thôi thì bây giờ quý vị hãy nhìn qua thế giới bên kia đi, tôi cùng quý vị hãy nhìn qua nó còn giữ lại được cái gì, là túi bụi tùng bùng hết. Cái đến giai đoạn này nè, Đức Thầy cho biết nè, đến chừng đó bốn phương có giặc, nó đánh đến giai đoạn đó đó, đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tuy rằng bốn phương có giặc, ở cả trời chỗ nào cũng có giặc giả chiến tranh, nhưng mà kiếm vào con đường đại đạo, niệm Phật tu hành, niệm Phật ăn chay đi, thì chừng đó Phật cứu. Đà, ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho, khỏi lo gì hết nha. Vậy vậy cho nên trong cái hoàn cảnh hiện hôm nay mà muốn sống được để coi cái đời này, thì gắn công tu đặng có xem đời. Muốn coi đời là phải vậy, phải siêng năng gắn cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật Thánh. Bây giờ sống trong hoàn cảnh này, bây giờ giữ được lại cái gì? Họ giữ không được, mà tiền của giữ được chỗ nào? Thưa cùng quý cô bác, như vậy thì nó người ta không giữ được, lấy gì đâu mà giữ lại tiền của, nhà lầu xe hơi máy bay, có cái gì đâu. Vậy thì bây giờ đến cái giai đoạn đó đó, giàu sang như nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn, nó tuôn một giờ, đúng là tuôn một giờ trở lại là nó mất tan quan hết rồi, sự nghiệp rồi, chẳng còn cái gì nữa hết đó. Rồi bây giờ là đời này, thầy cho biết đời này giành giật làm chi, đến việc ly kỳ là việc lạ lùng đó quý cô bác, cũng thả cho xong mà đó. Như vậy hết đây rồi đến vị kỳ rõ ràng không đó. Như vậy thì cái vị kỳ á, cái lạ lùng nãy giờ tôi kể toàn là cái lạ lùng, cái vị kỳ không à đó. Dương thế chuyện diện qua chuyển lai, tất cả ở trên cái cõi này là cõi dương, có ánh nắng mặt trời, chúng ta sống đang trên dương gian đây. Đối với cõi âm, đối với cõi thiên, rồi ở ngay chỗ này là cõi dương, nó có ánh nắng mặt trời soi gọi vào, sống ở đây là dương trần đó, hay là dương gian đó, gọi là ở trong cái hoàn cảnh hiện hôm nay mà chúng ta trả quả ngay trên cái chỗ này. Như vậy thì bây giờ ai muốn được coi đời, muốn được trở về là cứu thân mình và để quay đầu trở lại để cứu cha mẹ tổ tông của mình đó, thì để có được cái ân sâu nghĩa nặng mà thầy cho biết đồ lao muốn lánh đó, thì sớm nghe ta là phải làm gì quý cô bác? Bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, dắt hiền chiên chở lúc can qua, can qua dân chúng chớ buồn lo, rõ ràng không? Rồi thầy bảo gì? Tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem gật gỡ hoàn cầu, đến đó ấm cùng non đó. Thưa cùng quý cô bác, bây giờ cái quả là những hung đồ với lũ dọc ngang, thầy nói rõ ràng nha, hung đồ với lũ dọc ngang đến sau rồi máu cấp chàng mới tu đó. Như vậy thì bây giờ hôm nay sống như vậy, còn được cái thời gian hạnh phúc này, tôi khuyên cùng bà con cô bác cùng tôi hãy gắng cố gắng quy y đi, bước vào cửa đạo. Nếu ai chưa quy y, bước vào cửa đạo quy y theo ông Phật, rồi ăn chay giữ giới làm lành, thì để sống được coi đời trong cái hoàn cảnh hiện hôm nay sắp đến đó.
khắp thế giới nè, bị gì thầy nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu bấy lâu nay nuôi dưỡng, chắc chiều nay tận diệt lập đời trở lại. Mà thưa cùng quý cô bác, những cái câu này tôi chứng minh giáo lý thầy không à. Đó, thưa cùng quý vị đồng đạo, tôi chứng minh giáo lý của thầy để đọc lại cho quý cô bác mình nghe, chứ tôi chưa có dám bàn sâu nữa nó ngang. Chứ sự thật ra là ở nơi đây nghe Phật thầy ta nói là như vậy nè, bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ năm dần người nói bơ vơ. Rõ ràng năm dần người nói bơ vơ, cái năm dần mình rồi khổ cỡ nào với cô bác, đây là năm mẹo. Năm dần người nói bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ gối cuộc, năm mẹo này phải như tơ gối cuộc không? Nó đánh từ là Trung Đông, nó đánh là khắp chân rồi phải không? Rõ ràng đó, như vậy thì bước qua cái năm mẹo như tơ gối cuộc, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn. Vậy là năm mẹo tháng mẹo tháng hai bắt đầu, cũng chưa đến đổi sao? Chưa buồn mà năm mẹo tháng hợi mới lị tuôn dầm về, vậy mà chưa mấy uê trung ương gồng lộn ế hệ thay thi mèo kêu viết tính ai bi đến chừng gồng gắn ha à, nó đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa đá con dê khắp trong trần hà nhiều bề gian lao khỉ kiên bị xáo xào canh kia về gáy máu đào mới ngưng ngang quý cô bác. Đó, thưa cùng quý cô bác, trong cái hoàn cảnh hiện hôm nay là chúng ta thấy xét rằng thời kỳ này là cái thời kỳ trả quả của nhân loại. Nếu như ai mà không cố chí, không làm lành, không nghe lời thầy thì kể đến đây là cái lần tiêu diệt vũ sạch đó, trời đất sai tròn rồi, gốt trở lại đầu đó. Như vậy thưa cùng quý cô bác, ở nơi đây chúng tôi muốn bàn quý vị là có một cái cơ hội này để thoát thân, có ông Phật xuống đây mà để dắt dìu, mà dạy chúng sanh cái đạo tu hành, để nhưng nhờ đó nhân viên đó mà thầy rước về, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tới độ dắt lần gì ngon. Thưa cùng quý cô bác quý đồng đạo, hôm nay chúng tôi tâm sự chuyện trò và nhắc nhớ qua gũ cô bác cùng niệm Phật, niệm Phật ăn chay cúng lại để có cái cơ hội này nha. Chớ sự thật ra quý cô bác quý đồng đạo ơi, cái thời kỳ đây đến đó, vậy thì bây giờ chúng ta thấy xét rằng trong cái định lực, cái thiên cơ máy chuyển lần xây đó ngang, cho nên thầy nói ngang trời hạ năm dê chưa nửa nửa. Vậy thì còn hồi cái năm 1945 44, 43 đó là trở lại ngang, mà bây giờ thầy tiết lộ nè, thầy nói bây giờ ha, cái năm rồng rồi gắn đà ngựa dê đó, mà thầy nói chừng gặp tuổi mùi bá tánh biết thân đầy tới cái này, cái tuổi mùi nha quý cô bác. Thầy nói nè, trong một giáp ân cần si tính muốn làm hiền gắn nhịn đừng than. Đó, trên cùng dưới xâm dày một buổi dựng 12 mấy gửi mấy hay. Mà 12 là bắt đầu canh tí rồi, thấy không? Đầu canh nè, rõ ràng tới hôm nay rõ ràng. Đầu canh vô là tới. Như vậy thì 5 năm lục mạc cơ hàng thử non lịch đài mây gạn tu mi. Nghe quý cô bác quý đồng đạo, ở đây chúng tôi bàn á, 5 năm bắt đầu khởi sự chiến tranh này, 5 năm lục hoạt cơ hàng thử, mà bây giờ đang bị cơ hạn nè, cơ là đói nè, thế giới giờ đói phải không quý bà con cô bác con coi phải không? Ở đây tôi nói bằng chứng sự thật nha, chứ không phải mà nói đón trước người sau, đây là nói trước mắt không à. Đó, tại vì đức thầy nói nè, hiệu lão sĩ ra đời thực tế, vậy là tôi cũng trình bày theo thầy à, thực tế thôi à. Trước mắt mình rõ ràng, bây giờ là nó thực tế, mà nếu ai không tin thì mình nhìn lên coi hỏi bây giờ thế giới đang xuống dốc trầm trọng không? Nó xuống một cái ngày là khủng khiếp. Bây giờ nước nào đang bị nó đang bị sụp đổ về kinh tế. Mà kinh tế sụp đổ thì đất nước nghèo khổ, đất nước nghèo khổ thì dân khổ, phải không? Nó đi đến lầm than đói khổ. Đó, như vậy thì lầm than đói khó gì tai ác. Rõ ràng khi mà chiến tranh bị nạn tay là trong chiến tranh giặc giả, rồi còn chiến tranh là nổi với cái lòng người mà không biết thương yêu nhau, rồi đến cái giai đoạn là thiên tai địa ách nữa, nào là nước lửa dòm lừng trời, lửa cháy liên miên tiêu điều sản vật điền viên, phải không? Thần thông biến hóa giới miền trung ương ngục môn đầy dị quỷ vô thường, giác hồn kẻ bảo diêm dương lực chừng đó. Không phải như vậy mà thôi, sau này đến chừng đó rồi á, là cảnh núi non nhiều thú dị kỳ, nó trọng ai hiền đức tu nhu mì sát phạt, kẻ bội cha phản chúa. Đó, như vậy thưa cùng quý cô bác, ngày hôm nay nha, trong cái thời kỳ này
không còn xa với mình nữa ngang. Nó ngày vui tươi nay đà lố bóng, vì máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay rồi. Nó đã thấy lộ cơ trời báo ứng rõ ràng không? Trước mắt hết trơn hả? Chứ đâu phải không có đâu, vậy là thấy đã thấy lộ rồi. Đã trước mắt là cơ trời báo ứng rồi. Như vậy thì thưa cùng quý cô bác, ngày hôm nay mà chúng ta hỡi còn trần trời gì nữa mà không chịu tu, mà không bước vào cửa đạo, mà tu hành để cứu thân rồi cứu được mẹ cha thiền con một chiếc sắp ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Đó, như vậy thì cha tu á, thì là con tu, rồi vợ tu, rồi chồng tu. Đó, như vậy thì con tu kể như là đến cái giai đoạn tận diệt của nhân loại. Nào là chiến tranh giặc giả, gió đạn, mưa bom, nào là nước, rồi nào là năm chèo, sóng nổi dậy ngang, cù lao sập trước làm đầu, rồi á là nào là hổ lang ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy, sau này đa đoan ai mạng ở ngang, nó đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Đó, chứ không phải ít đâu. Thưa cùng quý cô bác, như vậy trong cái hoàn cảnh hiện hôm nay là thời kỳ đối đầu của chúng sanh đang khổ, mà hễ như khổ mà chúng ta tu thì được dễ. Nó thời kỳ này thời kỳ mạt pháp là lực tu hành chẳng khó như xưa tại gia. Niệm Phật sớm chưa ấy là cũng được Phật đưa ước về. Như vậy thì thưa cùng quý cô bác, kỳ này có liên quê chợ đỡ gót ngang, lại có là Phật ở bên cõi cực lạc qua Long Hoa tiên Phật đáo ta bà lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Thưa cùng quý cô bác, thì tâm sự chuyện trò cái buổi chiều hôm nay là vào là để tâm sự chuyện trò nhắc nhớ tôi rủ bà con cô bác tu, mà chứ tôi không phải tài ba gì trơn nghe, không phải tôi thiết cho quý đồng đạo nghe đâu, mà ở đây tôi nhắc lại lời của thầy, của Phật. Vì thầy nói dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian, chưa đặng ba phần, kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Như vậy tôi hợp tác cùng quý cô bác quý đồng đạo để rồi rủ cùng nhau mà tu. Đó, rủ nhau mà niệm Phật để sống được coi cái đời này là Đức Thầy cho biết mong kháng quan vào cửa xem tuồng, cỏ cùng cây điểu thú chim muôn, nhân với vật quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật Thánh, ai Thảo Hiền, ai lỗi đạo nhà, đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thạnh tới. Cho nên Đức Thầy nói là Bồ Đào Ngũ Thánh Trà Tiên, muôn năm cộng lạc Chúa Hiền tôi chung. Thôi bây giờ đến đây thì gọn ngắn ngủi là để tâm sự chuyện trò nhắc cho quý cô bác thời kỳ này là đừng có hẹn lần hẹn lựa nữa, đừng có nghi nữa. Thôi bây giờ chúng ta dẹp lưới nghi đi, là đừng còn dệt cái lưới nghi nữa. Dệt lưới nghi đeo bị điều phiền phức, bệnh nghịnh đời cực khổ tan thương. Thôi bây giờ cái lưới nghi đó, nghi Phật, nghi Thánh, nghi Thần, nghi Trời, nghi đất, còn nghi mình, nghi tất cả những cái đứng bề trên để cứu độ chúng sanh, mà mình bây giờ phá bỏ đi, không còn nghi nữa, lo niệm Phật đi. Thời kỳ này á, là nếu mà không niệm Phật không kịp nữa đâu. Vì vậy cho nên Đức Thầy bảo chúng ta nè, gán trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm, đi, đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy gắng tu hành. Đến đây xin tạm dừng lại đây, chúc cho toàn thể chư quý vị gắng nghe lời của Thầy, mà Đức Thầy đã bảo chúng ta là phải làm như thế nào cho kịp đây. Thầy nói là Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, đi, đứng, nằm, ngồi, gán niệm chớ quên, không đợi thời khắc. Chúc cho toàn thể chư quý vị được nhiều sức khỏe và gán cố gắng tinh tấn. Nam Mô A Di Đà Phật.